hát bài này trong một buổi chiều vùng biên giới. Bài thơ này 30 năm sau được nhạc sĩ Dương Cậu Tước phổ thành một bài nhạc rất nổi tiếng, đó là bài nhạc chiều. Hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu quý vị cùng nghe ca khúc này để chúng ta nhớ lại tâm tư của hàng triệu người tị nạn trên thế giới, và cũng là tâm tư của một nữ trung học 69, chị Ông Thị Thanh Thu. Xin mời tiếng hát của chị Thanh Thu với nhạc phẩm Chiều của thi sĩ Hồ Vĩnh và nhạc sĩ Dương Cậu Tước. Thưa quý vị, Võ Tánh 68, Ngô Thiện Tánh, chủ biên của Đặc San Võ Tánh ở lứa trung học năm nay, có bốn câu thơ rất hay. Ngôi trường xưa, hồn bóng cũ âm thầm, trầm vọng lại dư âm ngày tháng cũ. Thành quần đỏ, nghiêng mình buồn ủ rũ, biển cô đơn, rào rạt giấc mơ xưa. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trường Làng Tôi do các võ tánh lứa trung học 1975 trình bày. Thank you.
hội Hòa Đăng. Thank you.
Em đi dáng nhỏ gầy hao, yêu em anh cũng lao đao một đời. Đó là một câu thơ của một võ tánh Lý Trung Học. Có những mối tình võ tánh Lý Trung Học, dù với những thăng trầm của vận nước, những đổi đời của mỗi cá nhân, những vàng phai của thời gian, nhưng trong tâm tư hình như lúc nào cũng mơ được một lần gặp lại. Xin được giới thiệu đến quý vị một tiếng hát rất quen thuộc của diễn đàn võ tánh Lý Trung Học, một võ tánh 68 đến từ Âu Châu, anh Nguyễn Văn Xanh và Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em. Đôi mai tóc mây bay,
Xin mời các ca sĩ của Con Đường Vui lên sân khấu. Trang Triều Vương. Hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu
đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, bài Nhớ Nha Trang với tiếng hát của chị trưởng ban văn nghệ Chế Hồng Loan. Trước hết Hồng Loan xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đồng môn đã ủng hộ Hồng Loan trong những ngày qua. Và Hồng Loan cũng xin nói trước, hôm nay Hồng Loan rất là mệt và bị tắc tiếng thì có thể có những đoạn không lên nổi. Hồng Loan xin lỗi trước.